Thưa quý vị, do các trường cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành việc xét tuyển nên mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo điều chỉnh lùi thời gian công bố điểm chuẩn 2 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với kế hoạch xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm 2023, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ cung cấp nhiều nguồn dữ liệu hơn để hỗ trợ các trường đại học sử dụng trong nhiều phương thức xét tuyển trong đợt 1. Đồng thời thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành, không phải đăng ký xét tuyển theo tổ hợp và phương thức xét tuyển. Vì vậy các trường cần nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành việc xét tuyển. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh tăng 2 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với kế hoạch xét tuyển và lọc ảo ban đầu. Tại quyết định số 923 QD PG về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023, công văn số 1919 BZZDT GZDH hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Công văn số 3996 bg về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non 2023. Việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh cũng vì thế được điều chỉnh tương ứng theo kế hoạch này. Như vậy, việc lọc ảo, xử lý nguyện vọng của thí sinh sẽ kết thúc vào chiều ngày 22 tháng 8. Trước 17 giờ ngày 24 tháng 8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2023 và kết quả xét tuyển. Thí sinh cần lưu ý để nhận kết quả trúng tuyển và nhập học trên hệ thống theo đúng thời gian quy định. Theo kế hoạch trước đó từ ngày 12 tháng 8 đến, đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, cơ sở đào tạo tải dữ liệu, thông tin xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả học tập cấp trung học phổ thông trên hệ thống, điểm các kỳ thi nếu có, kết quả cuối cùng được Bộ Giáo dục và Đào tạo trả về để các trường công bố cho thí sinh. Sau 17 giờ ngày 20 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 22 tháng 8, các trường đại học thực hiện công bố điểm chuẩn kết quả trúng tuyển đợt 1 tới thí sinh.